À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Chào các con, hôm nay cô trò chúng ta cùng nhau vào bài cuối cùng của chương 3 là ôn tập chương 3. Cô cùng với các con cùng nhau giải các cái bài tập ở trong phần bài tập chương 3 này. Ở bài 1, bài toán yêu cầu chúng ta tìm tập xác định của các cái hàm số từ ý A đến ý C. Thế chúng ta biết là tập xác định của một hàm số chính là tập tất cả các cái giá trị x làm cho biểu thức của hàm số có nghĩa. Vậy thì ở ý A, hàm số y bằng 4x bình phương trừ 1 chính là một hàm số bậc 2. Và chúng ta đã biết là tập xác định của hàm số bậc 2 chính là toàn bộ tập số thực R. Vậy ở đây tập xác định của hàm số chính là D bằng tập số thực R. Ở ý B thì tập xác định của hàm số chính là tập làm cho cái biểu thức 1 trên x bình phương cộng 1 có nghĩa. Biểu thức này có nghĩa khi x bình phương cộng 1 khác không? Mà chúng ta đã biết x bình thì luôn luôn lớn hơn 0 với mọi giá trị của x. Do đó x bình phương cộng 1 thì luôn luôn lớn hơn hoặc bằng 1, tức là đã lớn hơn hẳn 0. Điều đó có nghĩa là x bình phương cộng với 1 đã khác không với mọi x. Do vậy mà tập xác định của hàm số này chính là D bằng toàn bộ tập số thực R. Ở ý C, tập xác định của hàm số là tập tất cả các cái giá trị làm cho biểu thức 2 cộng 1 trên x có nghĩa. Biểu thức này có nghĩa khi mà mẫu số của cái phân số 1 trên x là 0, tức là x là 0. Do vậy mà tập xác định của hàm số này chính là toàn bộ tập số thực R trừ đi tập hợp gồm có duy nhất phần tử 0. Ở bài số 2, bài toán yêu cầu chúng ta tìm cái điều kiện M của M để mỗi hàm số sau là hàm số bậc 2. Chúng ta nhớ lại, hàm số bậc 2 là hàm số có dạng AX bình phương cộng với BX cộng với C. Trong đó hệ số A ở đây phải khác 0 và A, B, C là các cái số thực. Thì Y được coi là một hàm số bậc 2. Ở ý A, hàm số y bằng 1 trừ đi 3m x bình phương cộng với 3. Chúng ta thấy số mũ cao nhất ở đây là số mũ 2. Vậy muốn cho cái hàm y ở đây là một hàm số bậc 2 thì hệ số A của nó phải khác 0, tức là 1 trừ đi 3m phải khác 0. Nó cách khác là m ở đây phải khác 1/3. Do vậy là với m khác 1/3 thì cái hàm số ở ý A chính là một hàm số bậc 2. Tương tự như vậy ở ý B thì chúng ta khai triển cái x trừ 7 bình phương ra. Chúng ta thu được cái hàm số 4m trừ đi 1 tất cả nhân với mở ngoặc x bình phương trừ đi 14x cộng 49. Chúng ta nhân phá ngoặc ra, chúng ta đưa về dạng của bậc 2 là 4m trừ đi 1 x bình trừ đi 14 nhân 4m trừ 1x cộng với 49 nhân với 4m trừ 1. Như vậy ở đây chúng ta thấy số mũ cao nhất của y ở đây là số mũ 2 khi 4m trừ 1 khác 0. Do vậy mà để hàm số này làm số bậc 2 thì 4m trừ 1 phải khác 0, tương đương với m khác 1/4. Do vậy với m khác 1/4 thì cái hàm số ở ý B chính là hàm số bậc 2. Cách làm hoàn toàn tương tự đối với ý C. Ý C chúng ta nhân phá ngoặc, chúng ta thu được hàm y bằng 2x bình phương cộng với 13 trừ đi m. Thì chúng ta thấy cái hàm y này, hệ số a của nó là 2, đã khác 0 rồi. 13 trừ m hiển nhiên thuộc tập số thực R. Do vậy mà cái hàm y này là hàm số bậc 2 với mọi giá trị của m. Bài số 3, chúng ta phép chúng ta ôn lại về đồ thị của hàm số bậc 2. Bài toán yêu cầu chúng ta vẽ đồ thị của hàm số bậc 2 sau. Ý A, hàm số y bằng x bình trừ 4x cộng 3. Để vẽ đồ thị này, trước hết, bước 1 là chúng ta xác định hệ số A, B, C xem bằng bao nhiêu.
thì chúng ta thấy hệ số A ở đây là bằng 1, lớn hơn 0. Hệ số B bằng trừ 4 và C ở đây bằng 3. Thế thì chúng ta biết trong cái mặt phẳng tọa độ OI thì độ thị hàm số Y bằng X bình trừ 4X cộng 3 chính là một parabol, ký hiệu là P1. Đỉnh của nó được khắc định bởi công thức là hoành độ là trừ B trên 2A. Như vậy nó bằng trừ đi của trừ 4 trên 2 nhân với 1 là trừ trên 2. Do vậy XS ở đây hoành độ là bằng 2. Và tung độ bằng trừ delta trên 4A. Với delta chúng ta xác định bằng trừ bằng B bình phương, tức là 16 trừ đi 4AC là trừ đi 12. 16 trừ đi 12 là delta ở đây bằng 4. Như vậy trừ delta trên 4A tức là bằng trừ 4 trên 4. Như vậy tung độ IS bằng trừ 1. Vậy thì điểm S ở đây có tọa độ là 2 trừ 1. Tiếp theo là chúng ta xác định trục đối xứng. Trục đối xứng của parabol chính là đường thẳng có phương trình X bằng trừ B trên 2A, tức là cũng là hoành độ của điểm S. Do đó cái đường thẳng X ở bằng 2 ở đây chính là trục đối xứng của parabol. Vì hệ số A ở đây bằng 1, lớn hơn 0, cho nên là bề nõm của parabol thì quay lên trên. Bây giờ chúng ta lần lượt xác định cái giao của cái đồ thị hàm số Y bằng X bình trừ 4X cộng 3 với hai trục tọa độ. Trước hết là giao với trục tung, thì chúng ta cho X bằng 0, chúng ta tìm được Y bằng 3. Vậy thì đồ thị hàm số này sẽ cắt trục tung tại điểm có tọa độ là 0,3. Tiếp theo chúng ta tìm giao của đồ thị hàm số với trục OX, tức là chúng ta cho Y bằng 0. Chúng ta đi giải phương trình là X bình trừ 4X cộng 3 bằng 0. Thì ở phương trình này chúng ta có A cộng B cộng C bằng 0. Do đó chắc chắn nó có hai nghiệm là X bằng 1 và X bằng C trên A, tức là X bằng 3. Thế thì đồ thị của hàm số này sẽ cắt trục hoành tại hai điểm lần lượt có tọa độ là 1,0 và 3,0. Do vậy mà chúng ta sẽ vẽ được đồ thị hàm số như sau. Trước hết là chúng ta xác định tọa độ đỉnh. Có tọa độ 2 trừ 1 là chúng ta xác định được tọa độ đỉnh S. Chúng ta xác định được hai cái điểm giao với trục OX, chính là điểm có tọa độ 1,0 và 3,0. Chúng ta xác định được cái điểm giao với trục OI chính là 0,3. Đúng ạ. Chúng ta xác định được cái trục đối xứng, kẻ cái trục đối xứng. Thì đối xứng của 0,3 ở đây chính là cái điểm có tọa độ là 4,3. Đúng ạ. 4,3 ở đây. Khi đó chúng ta lần vẽ đồ thị. Chúng ta biết là cái hướng bề lõm là quay lên trên. Vậy chúng ta sẽ vẽ đồ thị lần lượt đi qua điểm có tọa độ là 0,3, 1,0, 2-1, 3,0 và 4,3. Thì chúng ta được đồ thị của cái hàm số Y bằng X bình trừ đi 4X cộng với 3. Cách làm hoàn toàn tương tự đối với đồ thị hàm số Y bằng trừ X bình phương trừ 4X cộng với 5. Thì trước hết chúng ta cũng sẽ xác định cái hệ số A ở đây bằng trừ 1 nhỏ hơn 0. Hệ số B bằng trừ 4 và C thì bằng 5. Thế thì khi đó cái XS được xác định với công thức là trừ B trên 2A. Đúng ạ? Và chúng ta tính được cái biệt thức delta bằng B bình phương là bằng 16 trừ đi tích của AC. 16 cộng với 4 lần AC là 20, tức là biệt thức delta ở đây bằng 36. Đúng ạ? Và chúng ta tính được IS bằng công thức là bằng trừ đi delta trên 4A. Đúng ạ? Ta xác định công thức như vậy. Thế thì khi này thì bước 1 là chúng ta sẽ xác định tọa độ đỉnh S. XS bằng trừ B trên 2A, tức là bằng trừ đi của trừ 4 là bằng dương 4 trên 2A là trên trừ 2. Do đó XS ở đây bằng trừ 2. Tung độ IS bằng trừ delta trên
4A như vậy bằng trừ 36 trên trừ 4. Vậy IF bằng 9. Vậy thì tọa độ đỉnh của parabol chính là trừ 2, 9. Đúng không ạ? Tiếp theo chúng ta xác định trục đối xứng chính là cái đường thẳng x bằng trừ 2. Vì hệ số A ở đây bằng trừ 1 nhỏ hơn 0, do đó bề nõm quay xuống dưới. Chúng ta xác định giao của đồ thị hàm số với trục tung. Chúng ta cho x bằng 0 thì chúng ta thu được y bằng 5. Vậy thì đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tọa độ là 0, 5. Chúng ta xác định giao của đồ thị hàm số với trục OX chính là đi giải cái phương trình trừ x bình trừ 4x cộng 15. Thì ở đây chúng ta cũng nhận được hai cái nghiệm là x1 bằng 1 và x2 bằng trừ 5. Vậy thì đồ thị hàm số đi qua điểm có tọa độ là 1, 0, trừ 5, 0. Đúng không ạ? 1, 0 và trừ 5, 0. Như vậy chúng ta có thể vẽ đồ thị trên cái mặt phẳng tọa độ OXY như sau. Đầu tiên chúng ta xác định cái đỉnh S có tọa độ là trừ 2, 9. Đúng không ạ? Đây là điểm S có tọa độ trừ 2, 9. Tiếp theo chúng ta vẽ cái trục đối xứng là đường thẳng X bằng trừ 2. Chúng ta xác định giao điểm của đồ thị với trục OY chính là cái điểm có tọa độ là 0, 5. Điểm ở đây. Đúng không ạ? Và giao điểm với trục OX là điểm có tọa độ là x bằng trừ 5, y bằng 1 đây. Đúng không ạ? Đó. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ vẽ được cái parabol đi qua các cái đỉnh. Điểm trừ 5, 0, trừ 2, 9, 0, 5, 1, 0. Chúng ta biết là hệ số A bằng trừ 1 nhỏ hơn 0 cho nên bề lõm quay xuống dưới. Vì vậy chúng ta xác định được parabol có dạng như trên hình vẽ, một đường màu xanh. Ý C, vẽ đồ thị hàm số y bằng x bình trừ đi 4x cộng 15. Thì chúng ta cũng biết đây đồ thị hàm số chính là một parabol. Bây giờ để xác định được cái đỉnh F thì chúng ta xác định được hệ số A ở đây bằng 1 đã lớn hơn 0, B bằng trừ 4 và C bằng 5. Chúng ta tính được biệt thức delta bằng B bình phương là bằng 16 trừ đi 4AC. Đúng ạ? Như vậy ở đây là bằng 16 trừ đi 20. Đúng nhỉ? 4 bình phương là 16, 16 trừ đi 20 bằng trừ 4. Và tung độ XS thì được xác định bằng công thức là bằng trừ đi B trên 2A. IS thì được xác định bằng trừ delta trên 4A. Chúng ta thay vào thì chúng ta sẽ thu được cái đỉnh S có tọa độ XS bằng 2 và tung độ IS thay ở đây là bằng 1. Như vậy thì điểm S ở đây có tọa độ là 2, 1, chính là đỉnh của parabol. Trục đối xứng của parabol chính là đường thẳng x bằng 2. Vì hệ số A bằng 1 lớn hơn 0 nên bề nõm thì quay lên trên. Đó. Bây giờ đồ thị sẽ cắt trục tung tại điểm có tọa độ là 0, 5. Vì cái phương trình x bình trừ 4x cộng 15 có biệt thức delta nhỏ hơn 0 cho nên phương trình này vô nghiệm, vì vậy mà đồ thị này không cắt trục hoành. Do đó để vẽ đồ thị thì chúng ta có thể lấy thêm một số các cái điểm khác. Giả sử chúng ta lấy x bằng 1 thì chúng ta sẽ suy ra được ở đây. X bằng 1 thì sẽ suy ra được y bằng 2, đúng không ạ? X bằng 1 là 1 cộng với 5 bằng 6, 6 trừ đi 4 bằng 2. Đó. Như vậy parabol đi qua cái điểm này. Tương tự như vậy x bằng 3. 3 bình phương là bằng 9, 9 cộng với 5 là 14. 14 mà trừ đi 12 thì y cũng bằng 2. X bằng 3, y bằng 2. Hai cái điểm này đối xứng nhau qua đường thẳng x bằng 2. X bằng 3, y bằng 2 đây. Đúng không ạ? Thì khi chúng ta xác định vẽ thủ công thì chúng ta xác định được thêm hai cái điểm này.
cắt trục tung tại điểm có tọa độ là 0,5. Và nó cũng sẽ đi qua cái điểm đối xứng ở đây là x bằng 4 thì y bằng 5. Như vậy đến đây chúng ta sẽ vẽ được cái parabol có bề nõm hướng lên trên. Đúng không ạ? Đỉnh là đỉnh F là đi qua các cái điểm có tọa độ là 0,5. 1, 2. Đi qua đỉnh là 2, 1. 3, 2. 4, 5. Đúng rồi. Đúng không ạ? Chúng ta xác định được 5 điểm để vẽ được cái parabol đẹp. Mà vẽ ở trên giấy pháp thủ công thì chúng ta phải xác định tầm khoảng cỡ 5 điểm để chúng ta có thể vẽ được. Ở đây chính là hình dạng của parabol AC. Đúng không ạ? Thì cái parabol này chúng ta thấy là nó không cắt trục của x. Đúng không ạ? Giá trị nhỏ nhất của nó là bằng 1, đạt tại x bằng 2. Ý D, bài toán yêu cầu chúng ta vẽ đồ thị của hàm số y bằng trừ x bình phương trừ 2x trừ 1. Thì ở đây chúng ta xác định được hệ số A bằng trừ 1 nhỏ hơn 0. Hệ số B ở đây bằng trừ 2. Và hệ số C bằng trừ 1. Biệt thức delta chúng ta tính bằng B bình phương, tức là bằng 4 trừ đi tích AC. Đúng không ạ? Như vậy biệt thức delta ở đây bằng 0. Thế thì đồ thị của cái hàm số y bằng trừ x bình trừ 2x trừ 1 chính là một cái parabol có đỉnh S được xác định là xS bằng trừ B trên 2A, YS bằng trừ delta trên 4A. Thì trừ B trên 2A chính là bằng 2 trên trừ 2. Như vậy XS ở đây bằng trừ 1 và tung độ YS chính là bằng 0. Như vậy thì cái đỉnh S ở đây có tọa độ là trừ 1, 0. Và trục đối xứng của cái parabol này chính là đường thẳng X bằng trừ 1. Vì hệ số A bằng trừ 1 nhỏ hơn 0 cho nên bề lõm thì hướng xuống dưới. Đồ thị sẽ cắt trục tung tại điểm có tọa độ là 0, trừ 1. Đúng không ạ? Và cái phương trình trừ x bình trừ 2x trừ 1 bằng 0 có nghiệm kép duy nhất là x bằng trừ 1 cho nên đồ thị hàm số sẽ cắt trục hoành tại điểm duy nhất chính là đỉnh của cái parabol này. Do vậy mà để vẽ được đồ thị thì chúng ta cũng có thể lấy thêm các cái điểm đối xứng qua cái đường thẳng x bằng trừ 1. Ví dụ đối xứng của cái điểm giao với trục hoành là 0, trừ 1 chính là điểm có tọa độ là trừ 2, trừ 1. Trừ 2, trừ 1. Tiếp theo chúng ta lấy x bằng 1. X bằng 1 thì chúng ta thay vào đây. Chúng ta sẽ thu được lại y bằng trừ 4. X bằng 1 thì y bằng trừ 4. Như vậy chúng ta xác định được cái điểm thứ hai đồ thị hàm số đi qua là x bằng 1, y bằng trừ 4. Và vì nó đối xứng qua đường thẳng x bằng trừ 1 cho nên là ở đây x bằng trừ 3 thì dẫn đến y cũng bằng trừ 4. À, như vậy chúng ta xác định được 5 điểm, 1, 2, 3, 4, 5. Parabol là một đường hướng xuống dưới có đỉnh là S. Do vậy chúng ta vẽ đường thẳng đi qua 5 điểm như thế này. Thì chúng ta được cái parabol là đồ thị của hàm số y bằng trừ x bình phương trừ đi 2x trừ 1. À, nếu như vẽ thủ công bằng tay trên giấy thì chúng ta xác định cho cô 5 điểm theo cái tính chất đối xứng. Như vậy là ở bài số 3, cô cùng với các con đã ôn lại cái cách vẽ đồ thị của hàm số bậc 2 y bằng ax bình cộng với bx cộng với c với a khác không. Bài số 4, chúng ta vào bài toán ứng dụng. Một vận động viên chạy xe đạp trong 1 giờ 30 phút. Đầu tiên với vận tốc trung bình là 42 km/h. Sau đó người này nghỉ tại chỗ 15 phút và tiếp tục đạp xe 2 giờ liền với vận tốc là 30 km/h. Ý A, hãy biểu thị quãng đường S tính bằng km mà người này đi được sau T phút bằng một hàm số. Như vậy trước hết chúng ta đổi các cái số liệu thời gian theo giờ về phút. Thì chúng ta có 1 giờ 30 phút thì bằng 90 phút. 42 km/h thì chính là tương đương với 0,7 km/phút.
Và 30 km/h thì tương đương với 0,5 km/h. Và 2 giờ là bằng 120 phút là các cái dữ kiện về mặt thời gian. Bây giờ chúng ta thấy T ở đây chính là tính từ thời điểm xuất phát, đúng ạ, đến khi chạy được 1 giờ 30 phút, tức là chạy được 90 phút, thì chúng ta thì vận tốc lúc này nó bằng 0,7 km/h. Như vậy thì cái quãng đường đi được với T nhỏ hơn bằng không nhỏ hơn bằng 90, thì cái quãng đường người này đi được được tính bằng cái hàm số là 0,7 nhân với T, tức là ST lúc này bằng 0,7 nhân với T. Trong cái khoảng thời gian nghỉ 15 phút, tức là T lớn hơn 90 và nhỏ hơn hoặc bằng 90 cộng với 15 là 105. T nằm trong khoảng từ 90 đến 105. Thế thì sau khi đi được 90 phút thì quãng đường người này đi được đã là 63 km/h. Và trong cái khoảng thời gian nghỉ 15 phút ấy, nên là cái quãng đường không thay đổi. Vì vậy mà cái quãng đường giữ nguyên là 63 km trên toàn bộ khoảng thời gian từ 90 đến T nhỏ hơn hoặc bằng 105, là ST bằng 63. Theo đầu bài là sau khi nghỉ 15 phút thì người này tiếp tục đạp xe 2 giờ, tức là 120 phút nữa, với vận tốc là 30 km/h. Như vậy thì với T lớn hơn 105 và nhỏ hơn 105 cộng với 120 là 225. T nằm trong nửa đoạn này. Thì chúng ta thấy người này đi với vận tốc là 30 km/h, tức là 0,5 km/h. Vì vậy mà cái quãng đường đi được sẽ bao gồm là 63 km đi được ở đoạn đầu cộng với 0,5 nhân với T trừ đi 105 km. Và ST được xác định bằng 0,5T cộng với 10,5. Vậy chúng ta thấy cái hàm ST ở đây được xác định như sau. Khi T nhỏ bằng 90 thì ST bằng 0,7T. Khi T lớn hơn 90, nhỏ hơn hoặc bằng 105 thì ST bằng 63. Và khi T lớn hơn 105, nhỏ hơn hoặc bằng 225 thì ST bằng 0,5T cộng với 10,5. Đây chính là hàm số mô tả quãng đường mà vận động viên chạy xe đạp đi được theo cái dữ kiện bài toán cho. Ở ý B. Ý B thì chúng ta thấy là bài toán yêu cầu chúng ta vẽ đồ thị của cái hàm ST đó. Thì chúng ta thấy với T nhỏ hơn hoặc bằng 90 thì ST bằng 0,7 nhân với T, thì đây chính là đồ thị của hàm số hàm là một hàm số bậc nhất. Vì vậy mà đồ thị chính là một đường thẳng đi qua hai điểm O có tọa độ 0,0 và điểm A có tọa độ là 90,63. Đây. Đây chính là cái nhánh này. Với T lớn hơn 90 và nhỏ hơn 105 thì ST bằng 63. Do đó, nó chính là một cái đường thẳng, đồ thị là một cái đường thẳng song song với trục OX và đi qua điểm có tọa độ là 0,63. Chính là cái đoạn này. Ở trường hợp T lớn hơn 105, nhỏ hơn hoặc bằng 225 thì ST bằng 0,5T cộng với 10,5. Như vậy đồ thị đây chính là một hàm số bậc nhất, do đó đồ thị cũng là đường thẳng mà đi qua điểm B có tọa độ là 9,5,5,8 và điểm C có tọa độ là 225,123. Vậy thì đây chính là cái đường thẳng trên cái đoạn T lớn hơn 105 và nhỏ hơn 225. Đồ thị của hàm ST chính là một cái đường liên tục theo đường gấp khúc này. Đó chính là cái cách xác định hàm số bậc 2 và vẽ đồ thị của hàm số bậc 2 chúng ta đã được nhắc lại thông qua cái bài tập số 4. Bài tập số 5 cho chúng phép chúng ta ôn lại về tính đồng biến, nghịch biến của cái hàm số bậc 2. Đề bài cho như sau. Cho cái hàm số y bằng 2x bình phương cộng mx cộng n. Hàm số này giảm trên cái khoảng từ âm vô cùng đến 1 và tăng trên cái khoảng từ 1 đến dương vô cùng. Và có tập giá trị là nửa đoạn từ 9 đến dương vô cùng. Thì hãy xác định giá trị m và n. Trước hết, với đề bài cho như thế này,
thì chúng ta xác định được cái hệ số A ở đây bằng 2 lớn hơn 0. Hệ số A bằng 2 lớn hơn 0. Như vậy thì bề nõm của đồ thị hàm số là hướng lên trên. Và chúng ta xác định được là cái hàm số sẽ là giảm trên cái khoảng từ âm vô cùng đến 1 và tăng trên cái khoảng từ 1 đến dương vô cùng. Như vậy thì cái điểm x bằng 1 chính là tọa độ của đỉnh, đúng không ạ? Và tập giá trị là 90 thì chúng ta xác định được cái tung độ của đỉnh. Do vậy mà cái đỉnh xs ở đây bằng trừ b trên 2a và bằng 1, đúng không ạ? Vành độ xs bằng 1, còn tung độ của nó thì chính là bằng 9. Từ cái công thức xs bằng trừ b trên 2a bằng 1 thì chúng ta thấy là tương đương với trừ b chính là trừ m trên 2a là trên 4 bằng 1. Như vậy chúng ta rút ra m bằng trừ 4. Tung độ is của nó bằng 9, đúng không ạ? Vậy chúng ta thay y bằng 9 vào đây, x bằng 1 thì chúng ta sẽ thay được là is bằng 2 nhân với 1 bình phương cộng m nhân với 1 cộng n bằng 9. Từ đây chúng ta giải ra thay m bằng trừ 4 vào, chúng ta sẽ tìm được n bằng 11. Như vậy thì với m bằng trừ 4 và n bằng 11 thì hàm số thỏa mãn cái điều kiện của đại toán, đúng không nào? Chúng ta tiếp tục cùng nhau giải bài tập số 6, một bài toán ứng dụng. Đề bài cho như sau. Nhảy bungee là một cái trò chơi mạo hiểm. Trong trò chơi này, người ta đứng ở vị trí trên cao, thắt dây an toàn và nhảy xuống. Sợi dây an toàn thì có tính đàn hồi và được tính toán chiều dài để nó có thể kéo người chơi lại gần khi mà chạm mặt đất hoặc là chạm nước. Thế thì ở đây chúng ta nhìn thấy cái mô hình của cái chiếc cầu có bộ phận chống đỡ ở đây chính là một cái parabol. Và người thực hiện một cái cú nhảy bungee thì ở giữa cầu, đúng không ạ? Nhảy thì đương nhiên là phải thắt dây an toàn rồi. Thì cái vị trí của người nhảy đến cái đỉnh của cái parabol này chính là bằng 1 mét. Bài toán hỏi là người này cần trang bị sợi dây an toàn dài bao nhiêu mét? Biết rằng chiều dài sợi dây thì bằng 1/3 khoảng cách từ vị trí bắt đầu nhảy đến mặt nước. Như vậy khoảng cách từ vị trí bắt đầu nhảy đến mặt nước ở đây, đúng không ạ? Thế thì dựa trên cái thực tế của cái hình dáng của cái cầu và vị trí người nhảy thì chúng ta có thể vẽ được cái sơ đồ như sau. Trước hết chúng ta gắn cái hệ trục tọa độ OXY. Trục OX là một cái đường thẳng mà đi qua hai cái điểm gắn giá đỡ của cái parabol này, đúng không ạ? Hai cái điểm đầu gắn đỡ của parabol, tôi ký hiệu nó là hai cái điểm đây, hai điểm ở đây lần lượt là điểm E và điểm F. Parabol này đi qua cái điểm mà cách cái mặt phẳng này là đây là 46,2 mét, tôi gọi nó là điểm D. Đây là hình chiếu là điểm H. Đỉnh của parabol chính là cái điểm B, cách cái vị trí người nhảy là 1 mét. Như vậy vị trí người nhảy chính là tại cái điểm A, đúng không nào? Đây chính là phương thẳng đứng. Thế thì để xác định được vị trí của người nhảy đến mặt nước, tức là chúng ta xác định cái khoảng cách AC trên hình vẽ. Muốn xác định được AC thì chúng ta phải xác định được AB, giả thiết cho AB ở đây đã bằng 1, đúng không ạ? Chúng ta phải xác định được BO, tức là chúng ta phải xác định được cái tung độ của cái điểm định của cái parabol, đúng không ạ? Và chúng ta phải xác định được cái OC, mà giả thiết cho OC ở đây chính là bằng 43, đúng không ạ? Như vậy thì đầu bài yêu cầu chúng ta phải xác định được cái tọa độ đỉnh của cái parabol để chúng ta tính được cái khoảng cách OB. Muốn xác định được cái tọa độ đỉnh của cái parabol thì chúng ta phải xác định được cái phương trình của cái parabol này, biểu thức hàm số của cái parabol. Thì nhìn trên hình vẽ chúng ta thấy điểm E và điểm F
là chân của bộ phận chống đỡ, chính là hai cái điểm nằm trên parabol. Để xác định tọa độ điểm E thì chúng ta phải tính được cái khoảng cách OE. Xác định được tọa độ điểm F, chúng ta phải xác định được cái khoảng cách OF. Vậy theo dữ kiện đầu bài cho, khoảng cách giữa hai cái chân bộ phận chống đỡ ở đây chính là 117 cộng với 48, tức là EF bằng 165 mét. Thế mà với cách gắn hệ trục tọa độ như thế này thì O nó là trung điểm của EF. Như vậy OE bằng OF bằng EF trên 2 và bằng 82,5 mét. Thì điểm E ở đây sẽ có tọa độ âm, còn điểm F thì sẽ có tọa độ dương. Do vậy mà điểm E ở đây có tọa độ là trừ 82,50, còn điểm F có độ là 82,50. Tiếp theo chúng ta xác định được cái tọa độ của điểm D. Tọa độ của điểm D thì chúng ta biết cái tung độ của điểm D chính là bằng 46,2 mét. Muốn xác định được cái O, cái hoành độ OH, tung độ dài OH thì chúng ta lấy OE trừ đi EH, mà EH ở đây giả thiết đã cho bằng 48, đúng không ạ? OE thì chúng ta vừa mới tính được là bằng 82,5. Vậy OH chính bằng 82,5 trừ đi 48 và kết quả chúng ta thu được là bằng 34,5 mét. Như vậy OH bằng 34,5. Vậy thì tọa độ của điểm D chính là 34,5, 46,2. Điểm D ở đây cũng nằm trên parabol. Vậy nếu như giả sử phương trình parabol có dạng là y bằng ax bình phương cộng với x cộng c thì chúng ta thay tọa độ của 3 điểm vào cái phương trình của parabol, chúng ta thu được cái hệ phương trình như sau: a nhân với trừ 82,5 bình phương cộng với b nhân với trừ 82,5 cộng với c bằng 0, a nhân với 82,5 bình phương cộng với b nhân 82,5 cộng với c bằng 0, và a nhân với 34,5 bình phương cộng với b nhân 34,5 cộng với c bằng 46,2. Giải cái hệ ba ẩn ba phương trình này, chúng ta thu được hệ số a bằng âm 77 phần 9360, b bằng 0 và c bằng 46.565 trên 832. Vậy thì chúng ta có được cái phương trình của parabol là y bằng trừ 77 trên 9360 x bình phương cộng với 46.565 trên 832. Như lúc nãy cô phân tích thì bây giờ chúng ta phải tìm được cái tung độ của điểm B, tức là giao của parabol với trục OI. Thì chúng ta cho x bằng 0, chúng ta sẽ thu được y bằng 46.565 trên 832. Vậy thì độ dài OB chính bằng 46.565 trên 832 mét. Thế thì khoảng cách từ vị trí của người nhảy đến mặt nước lúc này chính bằng đoạn thẳng AC và chính bằng AB cộng với OB cộng với OC. AB ở đây thì chúng ta thay 71, OB thì chúng ta vừa tính ra được là bằng 46.565 trên 832 và OC bằng 43, thì chúng ta thu được khoảng cách từ vị trí người nhảy đến mặt nước là xấp xỉ 99,97 mét. Theo giả thiết đầu bài thì cái sợi dây an toàn có chiều dài bằng 1/3 cái khoảng cách từ vị trí người nhảy đến mặt nước. Do đó chúng ta lấy khoảng cách độ dài của dây chính là 99,97 chia cho 3 và bằng 33,32 mét. Do vậy mà độ dài sợi dây chính là 33,32 mét. Đó chính là lời giải của bài tập số 6. Tiếp theo cô cho chúng ta cùng nhau xem bài 7 ở trang 59. Giả sử một máy bay cứu trợ đang bay theo phương ngang và bắt đầu thả hàng từ độ cao 80 mét. Lúc đó máy bay đang bay với vận tốc là 50 mét trên giây. Để thùng hàng hỗ trợ rơi đúng vị trí được chọn, người ta hỏi là máy bay cần thả hàng ở vị trí nào. Biết rằng nếu chọn gốc tọa độ là hình chiếu trên mặt đất của vị trí hàng cứu trợ bắt đầu được thả, thì tọa độ của hàng cứu trợ được cho bởi hệ sau: x bằng v0t, y bằng h trừ đi 1/2 của t bình phương. Trong đó v0 là vận tốc ban đầu, h là độ cao tính từ khi hàng rời máy bay. Ở đây cái chuyển động này được xem là chuyển động ngang. Như vậy
Nếu như chúng ta gọi A là vị trí bắt đầu thả hàng và C là vị trí được chọn để nhận thùng hàng hỗ trợ, khi đó O chính là hình chiếu của A trên mặt đất. Đúng không ạ? Thế thì đầu bài người ta hỏi là chúng ta chọn cái vị trí máy bay cần thả hàng như thế nào? Đúng không ạ? Để cái thùng hàng này rơi đúng vào cái vị trí C. Tức là bài toán yêu cầu chúng ta đi tính khoảng cách từ điểm O đến điểm C, hay nói cách khác là tọa độ xc bằng bao nhiêu. Thế thì chúng ta thấy tọa độ của điểm C chính là nghiệm của hệ phương trình xc bằng v0t, yc bằng h trừ đi 1/2 gt bình phương, trong đó h bằng 80m, g bằng 9,8m trên giây bình phương, v0 bằng 50m trên giây. Do cái điểm C ở mặt đất nên tung độ của C là IC bằng 0. Do vậy mà ta giải cái hệ phương trình XC bằng 50T. IC ở đây bằng 0, chúng ta thay vào là 0 bằng 80 trừ đi 1/2 nhân với 9,8 T bình phương. Từ phương trình số 2 này, chúng ta giải ra được T bằng 20 căn 2 trên 7. Thay vào phương trình của XC bằng 50T thì chúng ta thu được XC bằng 202,03. Như vậy thì XC ở đây xấp xỉ là 202,03, IC bằng 0. Từ cái kết quả này thì chúng ta thấy là cái khoảng cách từ hình chiếu O đến chỗ đặt hàng, đến vị trí hàng rơi xuống là khoảng cách OC ở đây chính bằng 202,03. Đúng không ạ? Vậy thì để thùng hàng rơi đúng với vị trí được chọn thì máy bay cần bắt đầu thả hàng từ cái vị trí mà có hình chiếu của máy bay lên mặt đất cách vị trí được chọn khoảng 202,03m. Như vậy là cô trò chúng ta vừa mới cùng nhau đi giải 7 bài tập của chương 3. Chúng ta lần lượt đã ôn lại các kiến thức liên quan đến hàm số bậc 2, từ tìm tập xác định của hàm số bậc 2, vẽ đồ thị của hàm số bậc 2, khảo sát sự biến thiên của hàm số bậc 2 và một số bài toán ứng dụng của hàm số bậc 2 trong thực tế. Vậy bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Chúc các con học tập thật tốt. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.